Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo của em. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2023, cũng nhằm ngày 15 âm lịch là ngày lễ Vu Lan. Ngày rằm tháng 7 là một trong những ngày rằm lớn ở trong năm, ngoài ra còn có rằm tháng 4. Hôm nay có các đoàn Phật tử từ các nơi cũng đã ghé đến ngôi chùa. Trong một năm bận rộn thì vào ngày rằm tháng 7 hoặc là ngày rằm tháng 4 cũng là dịp mà cũng có nhiều Phật tử, nhiều người làm những công việc thiện như là phóng sanh, rồi bố thí, cúng dường, vân vân. Bên cạnh đó, quan trọng nhất vẫn là nhớ ơn, đền đáp, công ơn trong ngày lễ Vu Lan. Hôm qua ở các chùa đã diễn ra lễ cầu siêu cũng như là lễ cầu an. Hôm nay em sẽ đưa quý vị và các bạn đi về những ngôi chùa nổi tiếng. Đầu tiên là đồi Ông Sư có tượng Phật Quan Âm vô cùng là linh thiêng. Sau đó em sẽ đưa quý vị và các bạn đi về chùa Sư Nữ Linh Phong và thưởng thức ẩm thực chay. Em đang có mặt trên con đường Ngô Thị Sĩ thuộc qua phường 4 của thành phố Đà Lạt, hướng vào khu vực đồi Ông Sư. Ngay từ sáng sớm đã có rất đông Phật tử rồi bà con, người dân tập trung. Tượng Phật Quan Âm vô cùng là linh thiêng quý vị, ai cũng biết đến và cũng hay thường đến để mà cầu nguyện về sức khỏe cũng như là tài đạo, làm ăn, buôn bán. Ở đây các Phật tử cũng đã đến gieo duyên, rồi phát những phần đồ ăn như là bánh giò, rồi nước uống. Buổi trưa hôm nay cũng có nhiều người đến chùa và đặc biệt là cầu xin về làm ăn, bởi vì năm nay phải nói là một năm làm ăn hết sức khó khăn. Các tiểu thương ở đây cũng bán các mặt hàng như là giày dép, quần áo, la liệt. Các Phật tử khi mà đi lạy Phật Quan Âm xong thì sẵn tiện ghé qua có thể là mua ủng hộ những chiếc áo rồi những đôi dép cho bà con tiểu thương. Và cũng có nhiều người ghé đến để mà xin tiền trước cổng của tượng Phật Quan Âm. Đây cũng là thời điểm để nhiều người họ làm phước quý vị. Thank you.
Em vừa mới được phát một phần nước uống và một cái bánh giò. Bên trong thì có nhân, đậu khuôn, rồi nấm meo. Cũng coi như là ăn trưa luôn quý vị. Bây giờ em sẽ di chuyển ra con đường Nguyễn Viết Xuân để đưa quý vị và các bạn về thăm lại ngôi chùa cổ kính. Một ngôi chùa nữa đó là ngôi chùa Sư Nữ Linh Phong, nằm ở cuối con đường Trại Hầm, thuộc phường 10 của thành phố Đà Lạt. Và em cũng cập nhật tình hình thời tiết gửi đến quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết ở ngoài trời vào buổi trưa chỉ có 24 cho đến 25 độ C. Buổi tối nhiệt độ dao động từ 17 cho đến 18 độ. Hiện nay thì trời âm u do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Có thể là khả năng sẽ đổ bộ vào đất liền trong nay và mai, ảnh hưởng đến dịp nghỉ lễ Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 sắp tới. Khi mà đi chơi dịp lễ, quý vị và các bạn nên mang theo áo mưa rồi ô dù, rồi lên cho mình những kế hoạch, lựa chọn những điểm tham quan ngắn ở ngoài trời. Bởi vì cũng có thể ảnh hưởng đến do là mưa bão. Ở Đà Lạt mưa thì buồn lắm quý vị. Mưa thì mưa cả ngày, chỉ biết là vào quán cà phê ngồi hoặc là ở nhà ngủ. Cơn bão sắp tới có tên là bão Sao La, cũng mạnh và di chuyển theo hướng Tây Nam. Cho nên là từ tối ngày hôm qua tới giờ, mưa ở Đà Lạt, mưa rất to. Sáng nay thì trời âm u, có nắng gián đoạn, thỉnh thoảng thì mưa phùn. Ở đây là con đường Trần Phú. Ở bên phía tay phải của em, đây là nhà thờ Con Gà. Bây giờ là 11 giờ rồi, dòng xe đang hối hả, nhiều người đi làm về, cũng hối hả chạy về để mà kịp về đến nhà trước khi mà ngoài trời đổ những cơn mưa. Bây giờ em đang di chuyển vào con đường Hoàng Hoa Thám thuộc phường 10 của thành phố Đà Lạt, đi vào khu vực Trại Hầm. Một con đường quanh co uốn lượn, treo leo đó là những đồi thông. Hôm nay nhà cửa đã mọc lên nhiều rồi, không còn vắng vẻ như xưa. Cũng như là ngày nay không còn ai trồng giống mận nổi tiếng một thời, bởi vì không có kinh tế quý vị. Mận thì có hai loại mận, đó là mận tím và mận vàng. Mận vàng thì có vị ngọt hơn, cũng ngon. Từ tháng 3 cho đến tháng 5 thì có mận, nhưng mà bây giờ cũng rất ít người còn giữ lại những cây mận năm xưa quý vị. Hiện nay ở Đà Lạt nhiều bà con Phật tử cũng đi đến những ngôi chùa lớn như là chùa Linh Sơn, Linh Quang, rồi Linh Phong. Riêng đối với chùa Linh Phong thì nằm trên một ngọn đồi cao, với không khí thiên nhiên, cây cối, rừng thông yên tĩnh. Đôi khi nhìn cảnh vật cũng thấy hiu hiu buồn. Tại đây là khu vực niệm Phật đường. Bên cạnh đối diện cũng có nhiều quán cà phê. Ngày nay trên con đường Trại Hầm cũng mở ra nhiều dịch vụ du lịch như là quán cà phê rồi khách sạn quý vị. Tại đây thì có quán cà phê Bình Minh ơi, bởi vì buổi sáng đi sáng sớm thì có thể là ngắm bình minh. Bên cạnh đó thì cũng mới mở một quán cà phê cũng rất là đẹp, Dừng Chân Trên Mây. Vào thời điểm buổi sáng sớm tầm 5 giờ là ở đây cũng có mây quý vị, để mà nhiều người đến chụp hình cũng không cần phải đi đâu xa.
và bây giờ em đang đứng trước cổng chùa Linh Phong. Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng với em sẽ tiến vào bên trong khuôn viên của chùa Sư Nữ Linh Phong để mà viếng thăm chùa, rồi tham dự buổi lễ Vu Lan. Khi mà bước đến cổng chùa thì có những bạn trong tà áo dài lam của đoàn gia đình Phật tử sẽ đến đây cài lên trên áo của mỗi người một đóa hoa hồng. Hoa hồng cũng được tượng trưng cho tri ân và hiếu thảo. Những ai còn mẹ thì sẽ được cài lên áo một đóa hoa hồng. Và những ai đang còn cha mẹ thì chắc chắn sẽ còn cả một bầu trời yêu thương. Cũng đến ngay vị trí này, em sẽ kết thúc video ở đây. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ, em xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.